bôi lòng trắng trứng lên da 20 phút, tuần một lần. Điều kỳ diệu sẽ đến những cách dùng mặt nạ trứng để dưỡng da mịn mượt. 1. Làm căng da, dùng mặt nạ lòng trắng trứng cho làn da căng mịn, mượt mà. Nó giúp da sáng khỏe mạnh và cũng làm giảm các nếp nhăn. Nó cũng xe khít lỗ chân lông trên mặt và loại bỏ tế bào chết khi rửa sạch. 2. Làm mờ vết thâm, lòng trắng trứng có thể lấy dầu thừa từ lỗ chân lông và nó cũng làm săn chắc da. Khi trộn với bột yến mạch, mật ong sẽ làm sạch, tẩy tế bào chết và làm cho da săn chắc. 3. Loại bỏ mụn đầu trắng. Mụn đầu trắng được hình thành khi lỗ chân lông bị tắc bởi các mảnh vụn và dầu. Lòng trắng trứng loại bỏ các mảnh vụn như vậy để nuôi dưỡng và chữa lành da. 4. Tẩy lông mặt. Chất lượng dính của lòng đỏ trứng giúp kéo nhẹ những sợi lông tơ. Cách làm mặt nạ trắng tại nhà trứng. Cách 1. Mặt nạ mật ong và lòng trắng trứng. Chuẩn bị: một quả trứng, chỉ lấy lòng trắng, một thìa mật ong. Cách làm: lấy một thìa mật ong trong một cái bát nhỏ. Tiếp tục cho lòng trắng trứng vào bát rồi trộn đều, thoa đều hỗn hợp lên mặt để lại vùng mắt, đợi cho đến khi nó khô thì rửa sạch với nước ấm và lau khô bằng khăn sạch, nên thực hiện 2 đến 3 lần trong tháng và thực hiện trước khi tắm, tránh sử dụng sữa rửa mặt trong ngày và xịt nước hoa hồng sau khi đắp xong. Cách 2: Mặt nạ chanh và lòng trắng. Chuẩn bị: một lòng trắng trứng, nước chanh. Cách làm: đập trứng và lấy lòng trắng trứng, thêm nửa muỗng nước cốt chanh vào lòng trắng trứng, rửa mặt và đắp hỗn hợp lên mặt khoảng 20 đến 30 phút sau đó rửa bằng nước ấm, nên thực hiện 2 đến 3 lần trong tháng trước khi tắm. Cách 3, mặt nạ nghệ và lòng trắng trứng, chuẩn bị một thìa nước cam tươi, một lòng trắng trứng, một muỗng bột nghệ. Cách làm, cho lòng trắng trứng vào chén rồi thêm một ít nước cam, sau đó đánh cho đến khi nổi bọt, tiếp tục thêm một thìa bột nghệ rồi đắng đều. Sau đó thoa hỗn hợp lên mặt, mát xa mặt để chúng thấm sâu vào lỗ chân lông, giữ nguyên mặt nạ trong khoảng 15 phút, nên thực hiện 2 đến 3 lần một tuần. Có thể thoa kem dưỡng ẩm sau khi đắp mặt nạ. Cách 4, mặt nạ bơ và trứng trắng, chuẩn bị một muỗng bơ nghiền, một lòng trắng trứng, cách làm, dùng muỗng lấy bơ và nghiền nát, thêm một lòng trắng trứng vào, sửa sạch mặt sau đó đắp lên mặt, đợi khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa bằng nước lạnh, nên dắp một tuần một lần. Cách 5, mặt nạ bột yến mạch và lòng trắng trứng, chuẩn bị bột yến mạch đã nấu chín, một lòng trắng trứng, dầu ô lưu, cách làm, thêm một muỗng dầu ô lưu, một lòng trắng trứng vào bột yến mạch, rồi đánh mịn sau đó đắp lên mặt đã làm sạch khoảng 30 phút sau đó rửa bằng nước ấm cách này sẽ giữ ẩm chi da làm sạch lỗ chân lông da săn chắc và sáng mịn